mình có sao mình nói vậy thôi, nên là làm gì, nói chung là làm vlog rất khó các bạn ơi. Trời ơi, làm nhá, vừa phải đầu tư máy móc, thiết bị, camera, rồi máy thu âm, rồi ổ cứng, laptop, rồi đi chơi cũng phải tốn tiền tàu, tiền tiếc nữa. 20 vlog, toàn vlog đi chơi, tốn thấy mẹ luôn mà chả có ai like, chả có ai đăng ký hết, buồn. Đây là clip đập bóng ổ cứng 4TB để làm vlog. Ơi, này mình mới mua ở trên Amazon. Nó có giá khoảng bao nhiêu ta? Đợi mình tí, quên giá rồi. Ok, giá của nó trên mạng là khoảng vào 1.8, tức là khoảng bao nhiêu, 286, 3.6 triệu Việt Nam đồng. Bản này là bản 4TB nha các bạn. Ổ cứng này là ổ cứng Western Digital. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái này nhá. Bây giờ mình sẽ mở hộp này ra nhá. Trên Amazon thường có cái chỗ để mở sẵn luôn. Cầm đây, bóc ra có chữ open này. Sau đó ở đây nó có ghi là Kochira kara hirai dekimasu. Của bên Amazon Nhật Bản thì chỗ này nó có ghi là ấn vào đây có thể mở hộp ra được nữa. Ấn vào đây để lôi ra. Không phải. Ấn vào đây. Ôi trời ơi, nên kiếm tiền mở hộp thất bại. Tên. Đây, đa phần các hàng điện tử. Chẳng biết hàng gì cũng vậy. Ở của Amazon gửi về thường nó bọc thêm một lớp ni lông ở đây nữa, chắc là để tránh va đập hoặc là để tránh thấm nước chẳng hạn đấy. Mình sẽ bóc ra nhé. Wow. Hộp này thì vứt. Tên My Passport Ultra của hãng WWD. Mình mới mua được ở trên Amazon hôm bữa. Giới thiệu sơ qua thì sau một thời gian làm vlog thì bây giờ ổ cứng trong máy tính của mình đã đầy mất rồi. Tại sao mình lại mua cái ổ cứng này thì bởi vì mình quay rất là nhiều video nhưng mà chưa có thời gian để chỉnh sửa. Ổ cứng ở trong laptop của mình bây giờ nó đã đầy hết rồi, 500GB mà đầy hết rồi. Mình không còn chỗ nào để lưu trữ nữa. Mà sao nhỉ? Đấy là những video chưa chỉnh sửa gì hết. Mình có quay rất nhiều nhưng mà chưa có thời gian chỉnh sửa thành bộ đúng không? Mình chưa có thời gian chỉnh sửa để thành bộ để up lên cho mọi người coi ấy. Nên là bây giờ mình phải mua cái này. Các bạn thấy làm vlog nó khổ vậy không? Vừa tốn vừa khổ, đã vậy lại còn chẳng có ai đã vậy lâu lâu lại còn bị chửi nữa chứ. Thật là chán. Thật ra là mình ban ngày mình còn phải đi làm nữa cơ, nên là thời gian chỉnh sửa video rất là ít. Buổi tối mình về mình còn phải nấu ăn, rồi học bài, rồi viết báo cáo nữa, nên là thời gian ra video của mình hơi chậm so với các bạn khác. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng làm video chăm chỉ hơn. Mình sắp được 1.000 sub rồi. Với lại mình biên tập video ấy rất là mất thời gian, rất là lâu, bởi vì mình chỉnh từng ly từng tí một ấy. Muốn chỉnh cho nó nội dung cho nó hay, cho nó ngắn bớt lại, rút gọn lại một xíu cho nó hay để mọi người coi dễ hơn, coi đỡ bị nhàm chán hơn. Với lại mình muốn biên tập làm sao cho nó đẹp đẹp ấy, để sau này mình cũng muốn coi lại nữa cho nó không có nhàm chán.
Hiện tại thì mình mới up được có được khoảng chừng hai mấy video lên YouTube thôi, nhưng mà cũng có nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các bạn yêu quý mình. Mình rất cảm ơn. Thực ra là mình còn rất là nhiều video mà chưa có up lên, rất là nhiều luôn. Đấy, đây là Yokohama. Đẹp chưa, đẹp chưa? Có biển, thuyền. Ta sẽ vào đây. Hy vọng là chắc là đủ. Kéo trong nhà linh tinh. Đây, chúng ta đang có mặt ở Tokyo Disneyland. Mà máy tính của mình bây giờ nó đầy hết rồi, nó full ổ cứng rồi, 500GB. Mình chưa biết là phải làm thế nào hết nên mình đã lên trên mạng tìm hiểu xem có ổ cứng rời nào hợp lý không. Tiện thể hôm nay mình muốn làm một cái video review sản phẩm để cho mình có kinh nghiệm làm review sản phẩm, sau này thì có thể mình sẽ làm review cái này cái nọ cho mọi người coi, cho mọi người biết thêm. Với lại mình tập nói trước ống kính luôn, bởi vì mình nói trước ống kính cứ bị vấp, bị ngượng không à. Tại vì mình không có chuẩn bị kịch bản gì hết. Với lại mình có sao mình nói vậy thôi, nên là làm vậy. Nói chung là làm vlog rất khó các bạn ơi. Trời ơi, làm vừa phải đầu tư máy móc, thiết bị, camera, rồi máy thu âm, rồi ổ cứng, laptop, rồi đi chơi cũng phải tốn tiền tàu, tiền tiếc nữa. 20 vlog, toàn vlog đi chơi, tốn thế mẹ luôn mà. Chẳng có ai like, chẳng có ai đăng ký hết, buồn. Thôi, quay lại chủ đề chính hôm nay. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái ổ cứng này, My Passport Ultra. Chúng ta sẽ biến màn mở hộp nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bóc cái này ra nhé. Trời ơi, sao không thấy hộp ra. Trong này sẽ có hai lớp. Wow, này là lớp giấy đựng giống như kiểu cái khay đựng trứng gà vậy. Ui, giấy hạn sử dụng. À, giấy hướng dẫn sử dụng. Một cái rắc cắm. Đây, rắc này là rắc 3.0 nhé. À đây, cái ổ cứng này nó sẽ có các như là VKD backup này, chương trình dạng như là khi bạn bị lỗi ổ cứng hay gì dữ liệu ấy, nó sẽ cái này có thể lấy lại được dữ liệu cho các bạn. Rồi VKD security, tức là bảo mật ổ cứng ấy, có thể khóa mật khẩu của ổ cứng lại được. Rồi VKD device, cái này không biết. Đây là hộp ổ cứng của chúng ta, khá là nhỏ gọn, chỉ tầm bằng bàn tay của mình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử copy dữ liệu xem nó có nhanh không nhé. Ok, bây giờ sau một thời gian chỉnh sửa ABC, BC các thứ thì cài đặt các thứ trong đây thì mình đã có thể copy dữ liệu được từ trong máy tính vào trong đây được rồi. Bây giờ mình sẽ copy cái thư mục của mình. Ở đây là nó rơi vào khoảng 62GB, tức là một thẻ nhớ khoảng 64GB. Thì bình thường một project quay phim của mình thì chỉ cần mang theo hai thẻ thôi, tại vì mình quay vlog mà mình đi chơi đi đâu này nọ thì chỉ cần mang hai thẻ, mỗi thẻ 64GB là đủ size rồi. Thì quay thì chán thôi, quay vậy thôi chứ quay vlog là mình phải quay đến lắm thẻ, nên là mình mỗi lần như vậy thì mình đem về rồi chọn ví dụ đầy quá thì mình có thể copy vào cái ổ cứng mới này. Bây giờ mình copy vào đây xem nó chạy nhanh không nhé. Hết rồi đó. 62GB gần 64GB mà chỉ có khoảng 8 phút thôi. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây 8 phút chạy khá là nhanh, rất nhanh. Tức là sao nhỉ? Đó, như các bạn đã thấy thì cái ổ cứng này điều quan tâm nhất đó là tốc độ copy qua đây nó khá là nhanh. Mình copy một cái thẻ 64GB thì chỉ có khoảng 8 phút thôi. 8 phút. 8 phút cho một lần copy 64GB cũng không phải là chậm cho lắm. Vấn đề ưu tiên hàng đầu của mình đây là lưu trữ, chứ không phải là tốc độ nhanh hay chậm. Mình không phải là bán, mình không phải là người mang dữ liệu chuyển từ nơi này đến nơi khác hay là trung chuyển dữ liệu hay gì mà cần phải copy nhanh làm gì cả.
mình có thể một lần copy từ cái thẻ này qua 64GB thì có 8 phút thôi, mình có thể đi uống nước này kia gì. Đợi 8 phút đâu có ảnh hưởng gì mấy. Trong khi đó mấy cái thẻ, mấy cái ổ cứng được giới thiệu trên mạng như là của gì La xe gì màu cam cam ấy, rất là mắc, chuẩn chống va đập quân đội ABC các thứ mình không cần thiết. Muốn chống va đập thì cứ mua thêm vỏ, chống nước thì quấn rẻ hay là cho vào túi ni lông nên là ngoài mưa không lo. Còn ví dụ muốn tránh va đập thì có thể mua thêm một cái vỏ nữa, Amazon Basic. Ở trên Amazon ấy, cứ mua một món đồ là nó sẽ recommend, tức là nó sẽ giới thiệu cho bạn một cái đồ của cái hãng khác nhỏ nhỏ hơn đi kèm mà người ta thường mua, rất là hay ha. Đó đó, các bạn có thể nhìn thấy, có thể kẹp vào đây, đậy lại, khóa lại, thế thôi. Ok, chơi rất thoải mái, không có bị lo gì hết. Nhìn mà chống va đập quân đội, mình có lấy búa mình đập vào cái ổ cứng đâu, nâng như nâng trứng thôi. Thì cuối cùng thì video review cũng chẳng biết phải nói là video gì nữa, review cũng không phải, đây là dạng như video mình tập làm review về cái sản phẩm này thôi. Mình tiện mua cái sản phẩm ổ cứng TV này thì mình làm video, tập làm video review cho các bạn coi luôn. Các bạn nào làm vlog ấy cũng muốn mua ổ cứng hay là dung lượng đầy thì cũng có thể mua giống mình như này cũng được, đem về cài đặt xong sau đó có thể copy dữ liệu qua thôi, khá là ok. 4TB tha hồ mà làm vlog luôn. Thì thôi mình kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.